Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Cụ bà đi bộ từ Sài Gòn về Nghệ An bật khóc khi được mặt trận tổ quốc hỗ trợ. Cụ bà đã đi bộ 2 ngày từ Sài Gòn về Nghệ An, tuy nhiên khi tới cuối Đồng Nai thì bị giữ lại. Mọi người cho tiền nhưng cụ không lấy, chỉ mong được về quê. Sài Gòn phong tỏa vì dịch khiến cuộc sống nhiều người gặp khó khăn. Không ít bà con ly hương đã tìm cách quay về quê khi nguồn thu nhập bị cắt đứt. Mới đây câu chuyện về cụ bà đi bộ từ Sài Gòn về Nghệ An khiến nhiều người thương cảm. Cụ thể, theo thông tin từ fanpage Nghệ An đăng tải, cụ bà tên T quê ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, suốt hai ngày qua cụ đi bộ từ Sài Gòn về quê nhưng tới cuối tỉnh Đồng Nai thì được giữ lại. Hiện tại dù đã có kết quả âm tính nhưng theo quy định cụ vẫn không được qua chốt Bình Thuận nên đành ở lại đây. Nhiều nhà hảo tâm thấy hoàn cảnh đáng thương đã hỗ trợ tiền nhưng cụ không nhận, Bà cụ bật khóc nói, điều mong muốn duy nhất là về tới quê nhà. Thông tin sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo cộng đồng mạng, mọi người đã kêu gọi mong rằng có mạnh thường quân hỗ trợ được phương tiện để đưa cụ về quê. Bên cạnh đó nhiều người nhận định rằng qua đợt dịch này mới thấy đồng bào ta lại đoàn kết, hỗ trợ nhau hơn bao giờ hết. Thương bà quá, mong rằng có phương tiện để hỗ trợ bà về quê. Cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà cụ, mong rằng bà sẽ sớm được về quê như mong muốn. Dịch khiến cuộc sống khó khăn nhưng qua đây cũng khiến ta nhận ra nhiều điều. Cuộc sống là vậy, mỗi khi khó khăn chúng ta lại yêu thương nhau nhiều hơn. Tội nghiệp bà quá, mọi người chia sẻ để có nhà hảo tâm nào có thể sắp xếp xe cho cụ không ạ? Trước đây trường hợp bốn mẹ con đi bộ từ Đồng Nai về Nghệ An cũng từng gây sốt cộng đồng mạng. Theo thông tin từ công an huyện Ninh Phước, cả bốn mẹ con thất nghiệp, cuộc sống khó khăn nên đánh liều đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An. Mặc dù đã đi được 10 ngày nhưng họ mới chỉ tới Ninh Thuận thì được công an giữ lại. Tại chốt phòng dịch, bốn mẹ con được các anh công an tặng một triệu đồng cùng nhiều bánh kẹo, mì gói và nước để dành đi đường. Sau đó câu chuyện chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng và nhận được nhiều sự chú ý của các mạnh thường quân. Một người đã đứng ra để hỗ trợ toàn bộ chi phí từ vé tàu đến tiền ăn cho cả gia đình. Được biết dù được mọi người ủng hộ tiền nhưng bốn mẹ con từ chối, điều họ mong mỏi duy nhất là về tới quê nhà. Hiện tại Sài Gòn tiếp tục giãn cách xã hội để chống Covid-19, mong rằng chỉ thời gian ngắn nữa thôi, dịch sẽ kết thúc để cuộc sống mọi người trở lại bình thường. Còn bạn nghĩ gì về câu chuyện của bà cụ trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.